Đầu gỗ Thanh Khuyên kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại đang vào buổi tối của ngày 31 tháng 12 năm 2020 dương lịch. Thì hiện tại chúng tôi đang quay trực tiếp tại cơ sở Thanh Khuyên, chuyên sản xuất các loại mặt hàng về đầu tàu. Đấy thì hôm nay cơ sở chúng tôi cũng đang bốc xếp một lô hàng nhà thờ họ cho vị khách ở trong Quảng Ninh. Đấy. Thì chúng tôi bốc vào buổi tối như thế này để sáng ngày mai, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 là chúng tôi sẽ bàn giao sớm cho gia đình nhà chú. Hai lô hàng, hai sập thờ, hai bộ quân thư cụ đối đã đi bàn giao, bọc rất là cẩn thận. Đấy, bọc giấy bọc lớp trắng bên ngoài và bọc chăn bên trong. Chăn đây, chăn vâng. Trời đang về đêm, quân thư câu đố đây. Đây bên trong cơ sở chúng tôi thì còn rất nhiều các loại mặt hàng về đồ thờ. Đây, chúng tôi cũng đang trong dịp hoàn thiện cho khách trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021 sắp tới. Đây, rất nhiều hàng về đồ thờ. Ngài thờ. Rất là đẹp. Sản phẩm của cơ sở chúng tôi sản xuất trực tiếp ra, không qua trung gian. Đây, những cái mặt hàng này, đồ thờ đây. Đây là những dạng tiền. Đây, dạng tiền đây. Chúng tôi vanh nhà cho thợ đục. Đây thì mọi thông tin chi tiết khách hàng nào có nhu cầu xin hãy liên hệ Thanh Khuyên chúng tôi. Đấy, qua số điện thoại là 0398949884 hoặc có thể đến trực tiếp cơ sở chúng tôi tại địa chỉ làng nghề mộc La Xuyên Vàng thuộc xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video clip.